Theo những người trồng vải ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, chưa năm nào cây vải lai sai quả như năm nay. Những cây vải sai chĩu chịt, quả to, đẹp mã, ăn rất thơm và ngọt. 10 quả đẹp như 10, lại không bị sâu đục cuống quả. Sở dĩ nông dân ở Xuân Quang phấn khởi cũng bởi mùa vải năm nay thu hoạch quả tươi cách xa vải chính vụ nên thường được giá cao gấp 2 đến 3 lần. Giá bán cho thương lái tại vườn từ đầu vụ thu hoạch đến nay dao động từ 15 đến 20.000 đồng trên 1 kg. Giá bán lẻ 25.000 đồng trên 1 kg. Theo đó, mỗi cây vải cũng cho thu từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Gia đình anh Nguyễn Văn Hiển ở thôn Hốc Đá, xã Xuân Quang có hơn 3.000 m2 đất trồng vải. Đến thời điểm này đã thu hoạch được gần hết diện tích. So với năm ngoái, sản lượng vải của gia đình anh Hiển năm nay tăng gấp 3 lần. Với kinh nghiệm trồng vải nhiều năm, anh Hiển cho biết năm nay thời tiết thuận lợi kết hợp với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình trồng và chăm sóc nên quả vải lai chín sớm, to, không sâu đầu và mẫu mã đẹp. Quá trình bón phân đúng thời điểm, đúng liều lượng nên quả vải đạt chất lượng cao. Năm nay thì vải thì rất được mùa và quả rất đẹp và sai. Nói chung là năm nay gia đình thu rất được mùa. Anh Hiển dự kiến vụ vải năm nay gia đình anh thu về khoảng 10 tấn, sau khi trừ chi phí cũng bỏ túi khoảng 100 triệu đồng. Xen lẫn trong nỗi vất vả bận rộn là niềm vui của người trồng vải, bởi không chỉ được mùa, giá ổn định mà thương lái còn đến tận vườn để thu mua sản phẩm. Nhiều hộ trồng vải xã Xuân Quang cho biết, để trồng vải chín sớm thành công, bên cạnh yếu tố thời tiết, đòi hỏi người trồng phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, kiên trì chịu khó, việc chăm sóc hơi kén một chút, nhất là ở thời điểm tạo ra hoa và giữ quả. Hiện xã Xuân Quang có hơn 30 hectare trồng vải, chủ yếu là giống vải lai chín sớm, tập trung ở các thôn Hốc Đá, Gốc Mít, Bắc Ngầm, Làng Gạo. Theo ông Trần Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quang, năm nay thị trường giá cả vải lai chín sớm khá ổn định. Các thương lái về thu mua nhiều. Thời gian thu hoạch dự kiến kéo dài trong vòng nửa tháng. Vụ này sản lượng vải của xã đạt khoảng 120 tấn, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Thực hiện cái việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng có năng suất cao vào sản xuất, thì trong những cái năm qua, cấp ủy chính quyền xã đã tuyên truyền vận động dân lựa chọn thay đổi những cái cây kém hiệu quả sang trồng những cây có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt hiện nay thì trên địa bàn xã chúng tôi đang chuyển đổi những cái giống cây trồng như là cây vải, cây nhãn có năng suất cao vào sản xuất. Đặc biệt cái vụ vải năm 2023 thì trên địa bàn xã bà con dân cũng rất là được mùa vải lai, cây vải chín sớm thì hiện nay đang cho thu hoạch, và đây chúng tôi cũng đánh giá là một trong những cái cây mũi nhọn của xã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Năm nay thời tiết thuận lợi, những vườn vải lai ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai phát triển tươi tốt cho năng suất cao. Trong một tuần trở lại đây, người dân tại xã Xuân Quang đang hối hả bước vào thu hoạch vải lai chín sớm. Để phát triển vải thành cây hàng hóa, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, xã Xuân Quang đã ban hành nghị quyết về chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Trong đó có nhiều giải pháp phát triển cây vải lai nhằm hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa để nâng cao giá trị trên 1 hectare canh tác.